Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay là một cái video clip đầu tiên cho cái meta mới. Chúng ta vừa trải qua một cái đợt update. Và đây nó không phải là một cái đợt update thông thường, mà nó là một cái đợt big update. Cực kỳ nhiều những cái sự thay đổi trong cái trò chơi. Những cái thay đổi nó liên quan đến cái cốt lõi ở trong game, hệ thống trang bị, cũng như là cái cách chơi, cách vận hành game nó đã hoàn toàn khác biệt so với bản cũ rồi anh em ạ. Phải nói thật là với những cái người chơi mới và những cái người chơi cũ như là tôi, khi mà trải qua cái update này thì tôi nghĩ là tất cả đều như nhau nha anh em nhá. Tất cả chúng ta đều phải tìm hiểu lại từ đầu. Và tôi nghĩ là không chỉ có riêng cái ý kiến cá nhân của tôi đâu, mà cũng sẽ có khá nhiều anh em là đồng tình với cái ý kiến của tôi đấy. Tất cả chúng ta đều phải học lại. Đấy, không ai là cái người biết hết ở trong meta mới này cả. Và tôi cũng thú thực với anh em luôn là tôi cũng chỉ có vào và tìm hiểu nha anh em. Tức là tôi cũng là cái người mới. Đấy, nên là sẽ có những cái góc khuất, những cái thứ mà chúng ta chưa thể tìm hiểu được, chúng ta chưa thể biết. Tôi cũng sẽ không biết. Đấy, thế nên là chúng ta sẽ phải tìm hiểu cùng nhau và tìm hiểu dần dần nha anh em nhá. Đấy, có những cái gì mà tôi sai anh em có thể sửa nha, anh em sửa cho tôi bằng cái việc anh em comment ở phía dưới. Đấy, những cái gì mà tôi phát biểu nó bị sai đó. Còn ở trong cái video clip này thì nó là cái quan điểm cá nhân sau khi tôi trải nghiệm và tôi nêu ra cái trải nghiệm của riêng tôi nhá. Ok rồi, đầu game thì nói chung ấy là vẫn chơi như cũ, tức là có cái gì ra cái gì thì chơi cái đấy thôi đó. Nhưng mà trong cái meta mới này thì nó có một cái đặc điểm, đấy chính là cái đồ này này, nó có một cái rất hay nhá. Đấy, cái đồ này chúng ta có thể lấy bất cứ cái món đồ nào. Tất nhiên là lấy đồ thì có thể là chúng ta lấy được bất cứ cái món đồ nào, nhưng mà nó cũng sẽ phải theo những cái gì mà bài nó được cho, đúng không? Đầu game mà nó cho tôi mấy con cự lai, ok. Thì chúng ta lấy đồ, nó có một chút gì đấy, nó thiên về một chút là có thể là cự lai, sau đó thì là kẹp với cả mết. Đó, thì là có thể lấy được, lấy đồ được, đúng không? Đấy, sau đấy thì là nếu mà ví dụ như là ngày trước ấy, chúng ta không có cái việc là chúng ta, khi mà chúng ta lấy sai rồi ấy, thì chúng ta rất khó để có thể sửa. Đấy, chúng ta lấy sai đồ thì buộc là chúng ta phải cố gắng là chơi cái đội hình mà nó theo cái đồ. Nhưng bây giờ thì không thế. Bây giờ chúng ta có thể có cái quyền lựa chọn lại, bằng cái việc là chúng ta tí nữa chúng ta có thể chọn lại những cái đồ mà chúng ta cần. Thay vì cái việc là chúng ta chốt đồ ngay từ đầu thì chúng ta có thể chốt đồ sau. Đó. Bây giờ có thể nói là đồ theo bài. Đấy, cũng là một cái rất là hay. Tôi nghĩ là một cái thay đổi ở trong cái con game này. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái lối chơi. Bây giờ chúng ta có thể chúng ta chơi nó sẽ linh hoạt hơn ngày trước. Tôi nghĩ là đây là một cái sự thay đổi mà đánh giá cao luôn đấy. Nó vừa dễ chơi cho cái người mới chơi, mà nó lại cũng là có cái sự biến đổi cho những cái người mà chơi hay. Đó, những cái người chơi hay sẽ có những cái sự biến đổi ở trong cái việc chuyển bài, bằng cái việc là cái đồ chúng ta có thể chuyển cái đồ sang cái đồ khác cho một cái đội hình khác để counter. Đó, tôi không biết anh em thế nào. Đấy, nhưng mà tôi biết là có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều vì cái việc là gì? Là sau cái bản update này, đấy, có rất nhiều người kêu ca, nhưng cũng có những cái người khen cái meta mới này. À, ừ rồi, có anh em hỏi tôi này. Bao đêm mà, xin chào nhá. Đấy, đang chém gió có anh em ở trên kênh luôn. Đấy, anh em trên kênh nhận ra tôi và chào tôi chào lại ngay. Đặc điểm ở kênh là như thế anh em nhá, chào lại ngay là chắc chắn luôn đấy. Còn anh em mà thấy có một cái người nào đấy mà khi mà anh em chào, đấy, chào đúng tên, đấy, Tuấn Cơm, mà không chào lại anh em thì đấy không phải là tôi. Đấy. À ơi, ghép đồ là không quen lắm à? Đúng rồi, meta mới mà. Meta mới ghép đồ kiểu này thì chắc chắn là không quen, bởi vì có cần ghép đồ đâu. Bây giờ không cần ghép đồ. Đó. À, lần đầu gặp tôi trong game à? Ui rồi, thì anh em cũng là cũng gọi là hiếm hiếm gặp khó tìm đấy. Tôi là thật. Bao nhiêu năm rồi mà lần đầu tiên gặp tôi ở trong game. Một là anh em mới chơi, hai là gì? Là có thể là anh em là không có duyên với tôi. Bây giờ mới gặp. Rồi, tôi sẽ lấy đồ cho con rơi nhá. 2 sao lấy đồ đó.
Bây giờ nó lại hơi có một chút thiên hướng, nó lại sang là hơi greater một tí. Không sao, đồ này có thể tí nữa có thể chúng ta sẽ chuyển sang đồ greater cũng được, nếu mà có vẻ như là bài nó không ra nhá anh em nhá. Bài nó không ra Clay, không ra mết thì chúng ta chuyển. Ok, ra ngoài chắc là vẫn thắng thôi. Tôi nghĩ là không thể thua được đâu. Chúng ta có một cái hàng Clay rất khỏe. Clay khỏe đấy. Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi. Tôi đang nói đến cái việc là những cái ý kiến trái chiều ấy. Thì có anh em không thích, anh em nói là cái meta này nó thế nào nhỉ? Cái đồ nó dành cho cái bọn insect nó hơi khỏe. Đó đúng không? Hay là cho lâm rồng nó hơi khỏe. Thì thực ra cái đấy nó là cái điều đương nhiên. Bởi vì làm sao? Bởi vì là anh em biết là mỗi cái mùa đều có một cái bộ meta, nó là bình thường. Meta là tại sao nó lại là cái bộ meta đấy thì anh em cũng quá là hiểu rồi đúng không? Đấy là bởi vì làm sao anh em check cho tôi cái giỏ hàng, check cho tôi cái ở trong shop ấy, nó đang bán cái skin của cái bộ gì, thì cái bộ đấy đương nhiên là nó mạnh nha anh em nhá. Đó, mùa nào cũng thế, chúng ta đã quá quen rồi. Nên là cái đấy chúng ta cũng không cần phải là xỉ vả ở cái meta này nó quá nhiều. Nhà phát hành làm cái gì? Đó là một cái việc quá quen thuộc anh em nhá, để mà chúng ta có thể lôi ra chúng ta nói là meta này cái bọn này nó mạnh quá, hay là bọn kia nó mạnh quá, hay là như thế nào đấy, thì không anh em ạ. Cái đấy đó là cái điều nó quá là quen rồi. Nó quá quen đến cái như là cái việc là anh em hàng ngày anh em ăn cơm, hay là bình thường anh em là phải hít thở không khí để anh em thở, anh em như là sinh tồn, anh em sống được ấy. Đó, thế nên là nó là bình thường nhá anh em nhá. Meta nào chả có. Nhưng mà cái vấn đề là meta, nó có meta thì nó cũng sẽ có counter meta. Đấy, còn anh em kêu là bởi vì là anh em chưa tìm ra được cái counter meta thôi. Anh em kêu thôi. Đến lúc mà khoảng sau 1-2 tuần nữa mà lòi ra khoảng chục bộ counter được vào cái meta ấy, thì anh em lại thấy là nó lại quá là bình thường. Nó lại không còn mạnh như thế nữa. Chúng ta không có gì chúng ta phải kêu ca quá cả. Nhưng anh em nhá. Đấy, nên là cái vấn đề về một vài cái bộ nó mạnh lên ấy, thì thực ra chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đến cái việc đấy. Mà cái quan tâm ấy nó là cái sự thay đổi anh em ạ. Đấy. Và tôi nghĩ là cũng sẽ có những cái người, ngoài những cái người mà kêu là cái meta này nó si ra, thì cũng sẽ có những cái người là rất thích là chơi ở cái meta này. Và một trong những cái người đó là tôi. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn, tôi rất thích cái meta này luôn. Hai ngày vừa qua tôi không ra clip để làm gì. Tôi ngồi tôi nghiên cứu meta, mà tôi phải nói thực sự với anh em là nó như một cái đọc một cái quyển sách, một cái quyển sách mới, rất nhiều những cái điều thú vị cần phải được khám phá. À, mình là một cái người chưa biết gì, chưa đọc một cái chữ nào trong cái cuốn sách đấy cả. Khi mà mình dở cuốn sách đấy, mình đọc mình thấy rất là hứng thú, bởi ngay cả từ đầu, ngay từ những cái trang đầu nó đã tạo ra một cái sự phấn khích nhất định. Tôi nói thật với anh em là không phải tự nhiên mà nó lại thay đổi cái vũ khí nó thay đổi như thế đâu. Đấy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến chiến thuật, mà những cái chiến thuật ngày trước bây giờ không áp dụng được chiến thuật bây giờ nữa, thì tự nhiên nó lại sinh ra một đống những cái chiến thuật, những cái cách vận hành, những cách xây dựng đội hình khác nhau, cách lấy đồ khác nhau. Đấy, tư duy bây giờ là cực kỳ khác lạ nhá. Chỉ riêng cái việc lấy đồ thôi là cũng rất là khác lạ. Có những cái người nhá, sau đây là trải nghiệm tôi sau 2 ngày nhá, với các anh em coi như là đồng nghiệp bạn bè đấy, chơi cùng cái con game này. Rất nhiều anh em coi như là chơi và cũng chia sẻ rồi, nên là tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em tất cả những cái gì mà tôi được trải nghiệm, cũng như là tôi được mọi người như là truyền đạt cho, thì tôi cũng xin chia sẻ cho anh em là như này. Có những cái người có cái phong cách chơi nó rất là hay, nên là nó những cái người ta chơi, người ta không cần quan tâm đến cái đồ cam. Đấy, người ta không lấy đồ cam luôn. À, người ta chỉ lấy là đồ tím thôi, đến đồ tím là cùng. Đấy, thôi được rồi. Đồ này thì chắc là random rồi. Rao này thì à đây thôi, được, cái giáp là được. Thực ra là bây giờ thì cũng chưa biết lấy cái gì, nhưng mà lấy cái đồ ngon nhất có thể ở trong cái đội hình này là được. Đó, thì đồ thì nó có nhiều cái phong cách. Có những cái người ta không lấy đồ cam. Còn có những cái người nhá, mà đến rao 30 ấy, là nó phải là hai đồ cam. Đấy. Thực ra là 30 thì là nó hơi, nó gọi là hơi xa đấy. Chỉ cần là đến 25 thôi. Đấy là hai đồ cam rồi. Đấy, thì có những cái người mà đến 25 là người ta chơi hẳn hai đồ cam. Đó, cái phong cách nó rất là khác nhau.
Và tôi ở đây nhá, là tôi không nói là cái nào là ngon hơn cái nào nhá. Chưa biết. Chưa biết là ông nào mới là hay hơn. Đấy, cái ông mà full đồ tím hay là cái ông mà 1-2 đồ cam thì ngon hơn. Thì cái đấy thì tôi không biết. Tôi chưa biết vì cái trải nghiệm nó chưa đủ. Đấy. Đấy, cái kiến thức nó cũng chưa đủ nhá. Nói luôn là kiến thức nó cũng chưa đủ. Bởi vì làm sao, mới chúng ta mới có mấy ngày thôi mà. Đấy, còn rất nhiều những cái hang hốc mà chúng ta chưa tìm hiểu ra. Đó, nên là tôi cũng chỉ chia sẻ với anh em là như thế thôi. Tức là nó rất thú vị. Và tôi là một cái người mà gọi là cũng là ham mê đấy. Ham mê tìm tòi, ham mê tìm hiểu. Đấy, nên là tôi nghĩ là các anh em ấy mà cũng có một cái sự ham mê tìm hiểu đấy, giống như tôi, thì là sẽ cực kỳ thích beta này. Tôi khẳng định với anh em luôn, cực kỳ thích luôn. Có rất nhiều những cái mà chúng ta cần khám phá, rất thú vị. Đó, đồ là một cái nhá, đồ vẫn chưa xong đâu, chưa xong đâu. Đấy, đồ nó cũng chỉ là một thứ thôi. Mà đồ mà bây giờ đồ xong rồi bây giờ bài, xong rồi lại bài kết hợp với đồ. Đấy, xong rồi lại đấy là gọi là cơ bản thôi nhá. Tức là bây giờ đang xây dựng là cơ bản, tức là đồ này, sau đó chốt đồ này, sau đấy đến bài này, xây dựng như nào này, sau đó chốt đồ theo bài hay là chốt bài theo đồ này. Hai cái đấy là nó đang là khá là nhiều rồi. Đúng không? Chưa hết. Bây giờ mới đến cái đoạn mà nó cực kỳ hay ho, mà cái tầm đấy là bây giờ là chúng ta, tôi nghĩ là chưa ai coi như là vươn tới được cái đỉnh đấy. Đó chính là chuyển toàn bộ đồ và chuyển toàn bộ bài. Tức là gọi là counter nhau ấy, counter game ấy, ở trong game ấy. Bây giờ hiện tại là tôi thấy là vào trong game ấy là họ chưa có dám là chuyển bài nhiều đâu anh em ạ. Ở trong cái meta này này, tôi đánh tôi thấy là ít người chuyển bài lắm. Bởi vì hiện tại là người ta vẫn chưa thông thạo, đồ chưa quen, chưa thuộc. Đấy, chưa dám chuyển. Nhưng mà sau này khoảng tôi nghĩ là khoảng 1 tháng nữa đi. Cho là 1 tháng là sông xanh 1 tháng đi. Khi mà người ta thông thạo rồi thì tôi nghĩ là cực kỳ biến hóa luôn. Anh em cứ nhớ tôi nhá, nhớ lời tôi. Nhớ tôi nói hôm nay. Đấy, để 1 tháng nữa anh em nhìn lại anh em sẽ thấy trong cái trò chơi nó cực kỳ hay ho và hấp dẫn. Đó. Mỗi lần chúng ta có một cái big update này, tôi nói thật, đây là cái bản 3.0 ấy. Cái bản 2.0 nó không đến lỗi như này đâu. Cái bản 2.0 là gì? Là thêm cái truyền thuyết. Đó, rất lâu rồi. Thêm cái tướng truyền thuyết, sau đó là bây giờ chúng ta đến với cái bản 3.0. Chuyển sang cái bản 3.0 này thực sự là thay đổi, thật sự thay đổi nhiều quá. Hệ thống đồ thay đổi. Và cái thay đổi này tôi nghĩ là một cái thay đổi mà rất là thích hợp cho các anh em mà kiểu mới chơi ấy. Các em mới chơi cực kỳ là dễ tiếp cận luôn. Khi mà bây giờ không phải ghi nhớ cái việc là ghép đồ nữa. Đồ bây giờ thì chúng ta, ví dụ chúng ta chơi bộ nào chúng ta cứ lấy cái đồ bộ đấy thôi. Đó, không cần phải ghi nhớ cái vụ ghép đồ nữa. Thế là được rồi. Còn một cái này nữa đấy là nhiều anh em nói là meta mới thì cái số lượng đồ nó nhiều quá. Ngày trước nó chỉ có 3, nó phân loại thành 3 phân khúc thôi. Đồ đều này, đồ cái mức trung bình là đồ tím này, và cái đồ xịn là cái đồ cam. Thì bây giờ nó phân ra là thứ nhất là đồ xám, thứ hai là gì? Đồ xanh lá, thứ ba là đồ blue, đồ xanh dương, thứ tư là đồ tím, thứ năm là đồ cam. Bây giờ chúng ta có 5 loại đồ. Và mỗi cái loại đồ đấy nó lại có rất nhiều đồ. Đấy, tức là về cái loại cái số lượng đồ thì nó rất nhiều. Nên là sẽ có các anh em nói là cái việc là hên xui ra đồ thì nó cũng khá là hên xui. Khi mà đồ nó nhiều mà. Nên là bật cái bảng này lên đấy thì chúng ta sẽ có những cái món đồ mà chúng ta không dùng đến. Đúng không? Đó, không dùng đến. Và chúng ta sẽ phải random. Đấy, nhưng mà random có nhiều khi nó vẫn không ra. Thì là chúng ta lại còn phải rèn lại. Thì cái lúc đấy thì là chúng ta bị xui đó. Đó, đúng không? Thì là nó có một cái cơ chế này. Game nó có một cái cơ chế đấy là anh em không lấy đồ gì thì chắc chắn là khi mà anh em rèn lại ấy, anh em rèn cái lần rèn tiếp theo của anh em ấy thì nó sẽ loại cái món đồ ấy ra. Đó là một cái rất hay. Rất hay. Đó, chúng ta sẽ quy hoạch dần, chúng ta sẽ thu gọn dần cái bộ mà chúng ta chơi. Đó, nhưng mà nó cũng sẽ là cái con dao hai lưỡi. Tức là nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi. Chúng ta sẽ có một cái mà chúng ta khó có thể chuyển được bài dạng late game.
Nếu mà chúng ta bị loại hết những cái món đồ mà chúng ta loại đi ý, đó thì chúng ta sẽ rất khó để chuyển ở giai đoạn late game, đúng không? Bởi vì là chúng ta mất cái đồ, chúng ta loại mất cái đồ đấy rồi. Tôi lấy ví dụ nha, như là chúng ta chơi đầu tiên chúng ta chơi Clive chẳng hạn. Đây, như trận này chúng ta sẽ chơi Clive đúng không? Nếu mà chúng ta lấy những cái món đồ tăng ở giai đoạn đầu game ấy, chúng ta lấy đồ tăng, chúng ta bỏ những cái món đồ mết chúng ta không lấy. Đến late game chúng ta chuyển sang 5 rồng 9 mết thì chúng ta lại bị một cái là gì? Là chúng ta sẽ bị loại mất những cái món đồ nó là món đồ của bọn mết rồi. Đấy, chẳng may mà chúng ta không có chọn đồ mết từ đầu mà chúng ta loại đi ấy, thì là khả năng cao là chúng ta sẽ không chọn lại được nữa. Đó, nó có một cái dở là như thế. Thì tôi nghĩ là cái cơ chế này sẽ phải thay đổi lại một chút. Tôi nghĩ là nó sẽ phải giống như cái kho tướng ấy. Tức là chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ có một cái kho và chúng ta thích cái đồ gì chúng ta pick vào. Nhưng mà bắt buộc ở trong kho nó sẽ phải có bao nhiêu cái đồ. Đấy, và chúng ta thích cái đồ gì chúng ta pick vào, không thích cái đồ gì chúng ta bỏ ra. Rồi thế thôi. Nhưng mà bắt buộc là nó phải có sẵn là những cái món đồ gì, bao nhiêu cái món đồ ở trong là nó phải bắt buộc nó phải có. Đó, random thì nó cũng phải như thế thì mới được. Nó sẽ thu gọn lại cái những cái món đồ mà chúng ta có thể lấy được, cũng như là chúng ta sẽ có cơ hội để có thể quay xe. Chứ còn bây giờ nếu mà loại những cái món đồ mà chúng ta không có dùng ấy, chúng ta rèn ra rồi chúng ta loại đi là nó không quay trở lại đâu anh em nhá. Nên là anh em phải hết sức thận trọng. Cái vụ này là hết sức thận trọng ấy. Đây là cũng là một cái lưu ý ở trong cái meta mới cho anh em. Đó. Anh em ấy lưu ý cái vấn đề đấy cho tôi, để anh em nếu mà có chót mà lấy cái đồ ví dụ như là lấy đồ tăng cơ rồi ấy, thì anh em chơi theo cái bộ tăng cơ. Anh em loại đồ đánh tay hay loại đồ mết rồi thì anh em hãy cẩn thận nha anh em nhá. Anh em hãy để lại một cái món đồ nào đấy để anh em có thể chừa ra, anh em có thể late game anh em xoay bài, anh em counter đối thủ. Cái này nói chung là cũng hại lão đấy anh em ạ. Tức là bây giờ nó khó đến cái mức độ mà gì? Nó hay đến cái mức độ mà mình phải tính toán để như nào để mình có cái con đường mà mình có thể xoay bài ra late game để counter đối thủ ấy, mà cái lượng đồ nó cho phép. Đó, không dễ đâu anh em. Meta mới này nó vừa hay nhá, nó vừa dễ mà nó cũng lại vừa khó. Nó dễ cho những cái người mà dễ chơi. Đấy, những cái người mà trình độ vừa vừa cũng có thể là làm quen được, cũng có thể chơi được. Đấy, và nó cũng khó với những cái pro player, những cái mức rank cao. Khi mà ai là cái người chuyển bài linh hoạt hơn, ai mà là cái người mà có thể là nhận biết, phán đoán được đấy, hay là phân tích được những cái đội hình counter vào giai đoạn late game, những cái đội hình solo giai đoạn late game, để chừa ra những cái món đồ đấy, để chuyển bài và xoay bài counter. Tôi nói thế là anh em đã thấy cái độ hay ở trong cái meta mới rồi. Không phải ai cũng làm được cái điều đấy đâu anh em. Đó, cực kỳ hay luôn. Nó không dễ đâu anh em ạ. Đó chính là cái thú vị mà tôi muốn chia sẻ với anh em. Và đó là cái điều mà tôi thấy là thích nhất. Nó đang rất khó và nó cũng đang rất dễ. Rất thai. Ok, rồi. Anh em nhìn này, anh em biết là tôi đang xây dựng cái bộ gì rồi. Bây giờ hiện tại là tôi đang xây dựng nó là Clive, nhưng mà tí nữa tôi sẽ chuyển sang là 9m5 rồng. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh em luôn là cái bộ này nó là cái bộ meta đấy. Cực kỳ khỏe và cực kỳ mạnh mẽ luôn. Chúng ta thậm chí chúng ta không cần những cái món đồ cam. Đây là một cái bộ mạnh nhất. Bởi vì làm sao? Làm rồng được bắp quá mạnh luôn. Lâm rồng hiện tại là được bán skin nha anh em nhá. Đấy, dấu hiệu nhận biết đầu tiên đó là đang bán skin. Chúng ta có cái dấu hiệu rất là rõ ràng rồi, đấy chính là cái việc bán skin. Tuy nhiên là chúng ta còn có một cái cơ sở thứ hai để có thể chọn cái bộ lâm rồng cho cái meta này. Cơ sở đó là gì? Cơ sở đó đơn giản thôi, chính nhà phát hành đã nói cho chúng ta. Tất cả những cái con tướng ở trên bàn cờ đều được 100% mana vào giai đoạn đầu game. Ngày trước nó chỉ có 6 con ở phía bên trái thôi. Và bây giờ thì nó là tất cả đấy anh em. Đây là một cái bắp thật sự là nó quá mạnh luôn anh em ạ. Nói thật ở trong cái trò chơi này cứ thằng nào tung trưởng trước là thằng này thắng thôi anh em ạ. Đó. Rồi, chúng ta lấy tạm cái giáp nhá anh em nhá. Bởi vì thực ra là bây giờ thì chúng ta cũng chưa lấy được cái gì cả, nên là lấy cái giáp đã. Đó. Bây giờ là level 21 và tôi chưa thèm ghép đồ cam đâu.
Có ông là rank 15 đã có lô cam rồi đấy. Nhưng mà tôi chơi cái bộ này là thậm chí tôi còn không thèm lấy lô cam. Ok. Rồi. Nào này, tôi sẽ kẹp con Doom nha anh em nhá, để tránh gặp cái bọn God. Kẹp Doom mà luôn. Đấy, ui rồi anh em ơi. Tôi ngất ngây rồi. Round 21. Mình linh cảm nó chính xác. Ok. Ok bạn ơi. Cái bộ God Warlock ấy anh em ạ. À, nó out meta lắm rồi. Nó không còn là cái meta đâu. Nhưng mà cái con ác mộng thì nó vẫn là meta đấy anh em. Tôi vẫn mua hai con ác mộng ở dưới này anh em biết rồi. Hai con ác mộng này tí nữa tôi lên 9m thì tôi cho vào anh em nhá. 9m 5 rồng ác mộng đấy anh em. Cực kỳ mạnh luôn. 9m và kẹp với ác mộng nó vẫn là vô địch thiên hạ. Đập trứng luôn cho ác mộng, không nói nhiều. Rồi, dồn đồ cho ác mộng luôn nhá. Anh em thấy không? Tự tin dồn đồ cho ác mộng luôn. Mạnh mà. Ok. Bộ này chắc là tôi sẽ đánh ở level 9 thôi. Cố gắng kiếm làm sao đủ 5 rồng đã. Sau tính. Anh em nhìn này, mạnh chưa? Trời ơi, mạnh thật sự luôn ấy, con ác mộng á. Quá mạnh anh em ạ. Rồi. Đây rồi, đủ 5 rồng rồi nhá. Ok, bây giờ có 5 rồng rồi thì có nên cho vào luôn không nhỉ? 5 rồng. Bỏ Doom ra đã. Thiếu một con rồng đúng không? Tôi nghĩ là sẽ bỏ con Phượng Hoàng. Thực ra cái hàng Clay ở phía trên nó là tăng cơ đấy anh em ạ. Tôi vẫn muốn là có hai con Clay phía trên tăng một chút. Thêm con rồng nữa là được rồi. Đó, ở đây chúng ta sẽ có vẫn có 3m. Vẫn có 3m và chúng ta vẫn có 5 rồng. Vào phát là có thể tung trưởng được luôn. Và đây nó là 9 con tung trưởng luôn nha anh em nhá. Ở đây có con Tetsulami này là cũng ngon này. Tetsulami phải lấy. Bây giờ bán với con đi. Ok. Mạnh thật sự anh em ạ. Witcher này. Witcher. Ui vẫn ăn được thằng này không? Ăn được, tôi nghĩ là vẫn ăn được. Ui, thằng này có cái gương anh em ạ. À, đây là cái món đồ rất hay đấy. Cái gương này rất hay. Nó là cái món nó gọi là Manta ở trong Dota đấy. Rồi. Vẫn có thể giành chiến thắng và giữ được cái chuối anh em ạ. Chúng ta có thể lên được 11 luôn. Ở cái round này. 13 quyển rồi. Ở cái đội hình mà ác mộng kẹp với 9m thì chúng ta chỉ cần đánh ở level 11 thôi anh em. 11 là đủ rồi. Đấy, trong trận đấu này cũng sẽ có God ác mộng Warlock ấy anh em ạ. Để xem là nào ngon hơn. Anh em thấy là tôi hoàn toàn không lấy đồ. Tôi không lấy đồ tím, tôi không lấy đồ cam luôn mà tôi để là nhiều đồ. Anh em ạ. Thực ra là mỗi người một lối chơi thôi. Mà tôi muốn là có hưởng mỗi cái con tướng của tôi ấy, nó sẽ đầy up đồ và nó sẽ hưởng được tất cả các cái hiệu ứng từ đồ. Bởi vì bây giờ đồ cam thì thực ra nó cũng chỉ có một hiệu ứng thôi anh em ạ. Nó có một, tức là mỗi cái đồ nó có một cái hiệu ứng, nhưng mà cái hiệu ứng nào nó mạnh mẽ hơn thôi. Đấy, thì những cái đồ thường thì hiệu ứng của nó ít hơn. Và những cái món đồ cam thì hiệu ứng của nó nhiều hơn. Chứ nó không như ngày xưa là cái món đồ cam nó là tổng hợp của các cái hiệu ứng khác nhau. Từ ghép từ những cái món đồ khác nhau thì nó ra cái món đồ cam. Thì bây giờ cái món đồ cam nó cũng chỉ có duy nhất một cái hiệu ứng thôi. Đó. Thế nên bây giờ nếu mà chúng ta đổi một cái đồ cam ấy sớm thì theo tôi đánh giá thì đây là cá nhân tôi nhá. Còn tôi biết là có rất nhiều anh em là ghép đồ cam. Đấy, các anh em chơi với tôi ấy là ghép đồ cam. Thì đây cái cách chơi của tôi ấy, hay là bản thân tôi thì tôi muốn là một con tướng của tôi nó sẽ nhận được rất nhiều hiệu ứng từ trong mỗi cái đồ. Bởi vì mỗi món đồ nó sẽ có những cái hiệu ứng khác nhau đúng không? Đó.
Nên là khi mà chúng ta có 6 món đồ có những cái hiệu ứng khác nhau vào thì nó cũng rất là ok. Thay vì đấy là chúng ta ghép tất cả một đống đồ mất hết để chỉ đổi lấy một cái món đồ cam, và món đồ cam đấy nó chỉ có một cái hiệu ứng duy nhất cho một con, thì tôi đánh giá là không hay. Đấy. Còn anh em chơi như nào thì đấy là quyền của anh em nhá. Đây là chia sẻ của tôi thôi. Chia sẻ cá nhân cách chơi của tôi. Đó, ok. Lấy cái búa xét đã. Đấy, bây giờ chúng ta thừa ví dụ như hai con để chúng ta full đồ rồi thì bắt đầu chúng ta mới tính đến cái việc ghép đồ. Khi nào mà chúng ta full đồ rồi chúng ta mới ghép vào. Ok, rồi lên 11 thôi. Và trận này có thể là tôi sẽ lên được 12 đấy. Rồi. Được chưa? Bây giờ roll. Kiếm 2 sao đã. Ừ, đây có sao. Cá lông có lấy không? Cá lông này chắc cũng phải lời đấy anh em ạ. Anh em bảo tôi có lên tham một tí không? Round này chúng ta có đủ 6 human rồi đấy. 6 human, 6 clay. À 6 human, 6 human 5 rồng thôi. 6 mét, 6 human 6 mét 5 rồng. Chưa được 6 mét luôn. Muốn 6 mét thì phải bỏ năng mộng ra. Không, tôi sẽ không bỏ năng mộng. Ok. Còn cá lông này tôi nghĩ là sẽ phải mua lóc lại đi. Ra sau tôi xả tiền drone, sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái con cá lông vào sau. Đấy, con ác mộng kìa, anh em nhìn kìa, nó gánh tôi đấy, đam nó nhiều nhất mà. Đam nó nhiều hơn cả con già cơ mà. Khỏe lắm anh em ạ. Ui rồi ui, thế này ngon quá. Ok. 9 mét đi. Lên 2 sao thế nào, toàn 1 sao ấy nhỉ. Ui, Battleman cũng phải lấy nhá. Rớt luôn này. Thôi, giải tán thôi anh em. Human thôi nhá, giải tán đi. Đã đến lúc cho những cái quân bài 5 đô mạnh mẽ vào đây để tung trưởng rồi. Tất cả những cái con có hiệu ứng tung trưởng đều rất là mạnh. Bởi vì chúng ta tung là tất cả các cái con đều tung trưởng mà. Cực kỳ khỏe luôn. Bây giờ con Vượng Hoàng vào phát hú luôn, cực kỳ là kinh khủng. Đấy, anh em thấy không? Trói được 6 con rồi kìa. Vào phát hú luôn mà. Khỏe thật sự. Ngày trước là phải ưu tiên cái slot xe quạt cho con Thunder Spirit. Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Mạnh quá nhở, vào phát phọt trưởng là bay màu hết. Tốc độ trận đấu nói chung là cũng nhanh một cách kinh khủng luôn. Người ta này đúng là tốc độ trận đấu rất nhanh. Con rớt này bây giờ cho vào thì cũng chưa đủ 9 mét. 9 mét 5 rồng là chưa đủ. 9 mét 5 rồng là chưa đủ. Đợi tí anh em ạ. Tôi muốn là nó 2 sao đã rồi chúng ta cho vào sao. Mà cũng chắc gì 9 mét 5 rồng đã ngon bằng cái này ấy. Này ngon lắm. Này ngon anh em ạ. Cho cái con Omen ấy. Nó vào nó thả cái quả cầu lửa cũng rất là khỏe luôn. Bởi vì 9 mét cái sức mạnh của nó cũng nếu mà nói về gây đam nhá, giảm sát thương của đối thủ ấy, thì cái bọn 9 mét nó với cả 6 mét thì nó cũng không khác nhau. Ui ở đây hả? Đây này gặp God Warlock rồi anh em này. Đó anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Này nhìn này. Đó nó khác hẳn luôn. Cái bọn God Warlock ấy bây giờ nó yếu lắm rồi, nó out meta lắm rồi anh em ạ. Meta này không thể địch được 5 dòng. Kể cả round trước tôi không có Doom luôn nhá. Tôi không thèm chơi Doom luôn mà. 5 dòng bây giờ nó quá mạnh luôn. Và phát nó phọt trưởng nó chết hết. Còn mỗi cái con ác mộng thì nó làm một gì đâu. Đúng không? Một mình ác mộng làm cái gì. Ui từ nha. Lại có thêm một con cá lông. Ok. Rồi có lên lóc lại không nhỉ? Giữ con rồng một tí nữa cũng biết đâu lại lên 3 sao đúng không? Thôi. Nhưng con này tí nữa đều cần anh em ạ.
Assassin này. Và phát bị hú luôn, tất cả Assassin đi đánh cái cọc. Anh em thấy chưa, mạnh chưa? Và con Phượng Hoàng nó coi như là nó hú một phát là coi như tất cả đều ôm cọc luôn. Và chưa kịp rời khỏi cái cọc thì đã tèo rồi. Khỏe thật sự ạ. Mà cái bộ này nhá, anh em thấy là tôi chưa ghép cái món đồ tím nào luôn, chứ đừng có nói là cái món đồ cam. Chưa ghép bất cứ một cái món đồ tím nào luôn. Cảm giác cực kỳ là khỏe luôn. Mà tôi nghĩ cái bộ này không có đồ chưa chắc là yếu, không có đồ khi nó vẫn mạnh ấy. Bắn trưởng ở đây là tới tận 10 con. À 11 con cơ, không phải 10 con, 11 con tung trưởng. Đấy, ngày trước chỉ có 6 con thôi. Bây giờ là nếu mà anh em lên 12 là thành 12 con tung trưởng, gấp đôi ngày trước. Gấp đôi số lượng quân bài có thể tung trưởng ngay từ lúc vào trong game. Cực kỳ khỏe. Nhưng mà cái đấy nó vẫn không hay, à nó vẫn không, nó gọi là gì? Sorry anh em, không phải là không hay, mà nó vẫn chưa nói lên cái sức mạnh thực sự của cái bộ này đâu. Cái độ mạnh của nó không phải đến từ cái việc là 12 con nó tung trưởng. Đó chỉ là một phần thôi. Tất cả đều tung trưởng ở cái giai đoạn đầu game nó chỉ là một trong những cái lợi thế của cái bộ này. Cái lợi thế thứ nhất là như vậy, nhưng mà cái lợi thế thứ hai mới là cái quan trọng. Anh em biết là gì không? Cái lợi thế thứ hai của cái bộ năm rồng bây giờ ấy, ngoài cái việc 12 con tung trưởng ra thì nó có một cái lợi thế khác mà nó quyết định quan trọng cái giai đoạn late game có ăn hay không đối thủ ấy. Từ từ nha, tôi đang bị đầy cái bàn cờ rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ bán cái con ca lông rồi đi thôi. Hết chỗ slot rồi anh em ạ. Thôi, chúng ta hướng đến là cái bộ 9m, 9m 5 rồng kẹp với cả con ác mộng đánh ở level 12 nha anh em nhá. Vô địch thiên hạ. Cái lợi thế cái lợi thế mà quan trọng để chúng ta có thể ăn được đối thủ ở trận late game, đó chính là cái việc xếp đội hình. Cái điểm yếu cố hữu của cái đội hình 5 rồng ngày trước, đó chính là tất cả nó phải dạt sang phía bên trái. Đấy, tất cả những con tung trưởng là phải dạt sang phía bên trái hết. Đó là cái điểm yếu mà nó điểm yếu chí mạng luôn. Cái điểm yếu mà khiến cho là cái đội hình 5 rồng nó bị phụ thuộc vào cái vị trí. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ cái con co của anh em có thể đứng ở bất cứ đâu ở trên cái bàn cờ, và chúng ta không sợ là bị đối thủ bắt bài hay là counter. Đó chính là một cái điểm mạnh cực kỳ là kinh khủng, một cái sự thay đổi của bộ 5 dòng này. Đó là chúng ta có thể di chuyển co ở bất cứ cái vị trí nào, trái hay phải đều được hết. Chúng ta lé được những cái mảng miếng, những cái ganh của đối thủ. Rất là hay. Đó. Rồi. Rồi nốt kiếm 2 sao đây anh em ạ. Rồi, những cái con ở trên bàn cờ là những cái con bây giờ chúng ta chơi được. Đó, 9m. Ok. Trên này tôi không ghép một cái món đồ tím nữa luôn anh em ạ. Nhưng mà bù lại thì con tướng của tôi, con nào nó có đồ nó dùng và nó có hiệu ứng của những cái đồ đấy, nó mạnh vãi đái luôn. Thề 100% máu đến hết game nó là có thể luôn đấy nhá. Không phải là không đâu. Ui tôi chết rồi, lại phun cái hàng chờ này. Bán con đấy à. Bây giờ chắc là bán cái con rồng rồi đi thôi. Thôi, rồng sắp lên 3 không bán nữa, bán già đi. Bán già đấy. Nó già là không phải co. Già kích hệ thôi anh em ạ. Dồn đồ cho ác mộng và con rồng thôi. Đồ đánh tay cho rồng, đồ bắn trưởng cho ác mộng. Đấy, còn lại đồ cho Omen hết. Có thế đâu. Già vào phọt trưởng phát là được rồi. 9m kẹp với cả hai cá à. Anh em này, anh em nhìn thấy chưa? 9m kẹp với hai cá đánh ở level 11 rồi nhá, vẫn không ăn được 5 rồng. Chúng ta chỉ có 6m thôi. Thậm chí chúng ta còn đang không phải là 6m, chúng ta là 7m. Thế mới bảo là chuyển sang 5 rồng nó mạnh mẽ cỡ nào. 9m, đối thủ là 9m nhưng mà không phải là 5 rồng anh em ạ. Đối thủ chỉ là 3 con rồng thôi nhưng mà kẹp với cả hai con cá.
Đồ nhiều này. Ui dồi ôi, con nào có đồ luôn anh em ạ. Và tôi sẽ vứt bớt đồ đi để tôi lấy mấy cái món cần thiết nha anh em nhá. Rồi, thêm cái món này nữa, lấy đồ tím. Ok. Ui dồi ui, quá tuyệt vời luôn. Một cái RO nữa. Đó, nó chỉ đơn giản là như thế thôi anh em ạ. Hai cái RO, xong. Cần gì đồ cam? Đồ cam là sao mạnh bằng như này anh em. Ui dồi ui, anh em thấy chưa? Hai cái RO, xong, giải quyết toàn bộ đội hình địch. 100% máu đến hết game với đội hình 5 rồng anh em ạ. Quá mạnh mẽ, quá meta luôn. Và đặc biệt là tôi không thèm lấy đồ cam nha anh em nhé. Vẫn top 1 với 100% màu. Thực sự nó là meta này là như thế đấy anh em ạ. Đồ cam chưa chắc đã ngon. Đấy. Thậm chí là 3 món cam chưa chắc đã ngon. Chúng ta có thể là chúng ta nhiều hiệu ứng chúng ta ngon hơn đấy anh em ạ. Đấy, còn anh em nghĩ thế nào thì anh em có thể để lại dưới phần comment anh em nhé. Hãy cho tôi biết cái trải nghiệm của anh em sau mấy cái ngày vừa qua. Đó. Tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những cái trải nghiệm của tôi trong những cái video tiếp theo anh em nhé. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái cũng như là bên phải ở màn hình kết thúc của cuối clip để xem những clip hay nhất ở trên kênh Game Today anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.